Đối với một người mới dùng điện thoại chuyển từ hệ điều hành Android sang hệ điều hành iOS thì họ sử dụng rất là dễ dàng. Gần như cái việc chuyển từ hai máy sang nó không quá là khó khăn. Như mình chẳng hạn, mình sử dụng một chiếc Android, đó là của Samsung đi, và một chiếc iPhone. Mình chuyển sang nó không có gì khó khăn cả, tầm 1 đến 2 ngày thôi. Nhưng mà nếu chuyển từ một chiếc máy Windows sang một chiếc máy dùng macOS, tức là MacBook đây, thì mình cảm thấy là có rất nhiều người đang có cái sự lấn cấn nhẹ, rằng là không biết là nên bắt đầu từ đâu. Trong cái giao diện nó rất là khác, gần như là không có cái gì liên quan với Windows cả. Thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách để bắt đầu làm quen với một chiếc MacBook và những thao tác gì cần làm đầu tiên khi mà chúng ta mới sử dụng chiếc MacBook này. Mình là Trường, đây là MacOne, bắt đầu thôi. Nếu như mọi người có ý định chuyển sang dùng macOS và muốn có nhu cầu sở hữu cho mình một chiếc MacBook, thì ở MacOne có rất nhiều các sản phẩm MacBook từ các dòng đời rất là sâu 2017, 2018 đến tận những chiếc máy năm 2023. Link mà mình sẽ để ở phía bên dưới để mọi người tham khảo nhé. Ok, mình đã vừa xóa toàn bộ cái máy này đi và mở lên, giao diện nó sẽ như thế này. Đối với bản cập nhật như trên máy này sẽ là bản cập nhật Monterey. Còn nếu như máy của bạn mở lên máy mới thường như năm 2022, nó sẽ là bản Ventura luôn. Thì trong cái hình nền nó sẽ khác đi một tí thôi, còn cái phần thanh dock nó vẫn như thế. Thanh dock là cái gì nếu mọi người chưa biết thì lát mình sẽ giới thiệu thêm. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên phần bên trên cùng bên phải đi. Sẽ có biểu tượng Wi-Fi này, trung tâm điều khiển này, pin và thời gian. Wi-Fi là mọi người lúc mà mới khởi động lên nó đã hỏi rồi, nên là có lẽ mọi người đã đăng nhập rồi. Còn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn qua một chút thôi. Nó chỉ là các cái kết nối bật tắt Wi-Fi. Bật lên nó sẽ tìm kiếm các cái kết nối Wi-Fi của mọi người, kết nối vào là được. Tiếp đến thì sẽ là cái kính lúp này, đó là cái Spotlight Search. Thanh này sẽ giúp cho mọi người tìm kiếm rất là nhanh, dễ dàng, kể cả về các tập file rất nhiều trong máy hoặc là các ứng dụng mọi người đang cần sử dụng ngay mà không biết nó ở đâu. Ví dụ như Safari, đấy, Safari hoặc là đấy, Terminal. Đấy, gõ phát là nó ra luôn. Bất kỳ cái gì mọi người cần tìm nhá, cứ gõ lên trên cái Spotlight này. Cả là 1+1 bằng mấy? Bằng 2. Đấy, nó sẽ tính luôn cho mọi người. Tất cả mọi thứ mọi người hãy tìm trên cái Spotlight này rất là nhanh. Và cái Spotlight này ngoài việc bấm mở vào cái kính lúp ấy, mọi người có thể bấm Command và dấu cách, nó cũng sẽ hiện ra. Tiếp đến là bên cạnh cái phần Spotlight Search, chúng ta sẽ có cái trung tâm điều khiển ở đây. Bấm vào trung tâm điều khiển thì khá là giống iPhone, có Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, màn hình và âm thanh, một số chế độ khác ở bên trên này nữa. Cái đồ Wi-Fi thì mình đã nói rồi. Còn về Bluetooth thì mình khuyến cáo mọi người dùng MacBook thì luôn luôn nên bật Bluetooth để nó có thể kết nối với các thiết bị khác nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cái Bluetooth này ở trên iPhone thì mọi người thấy nó tốn pin đúng không? Nhưng mà ở trên MacBook thì gần như là nó không ảnh hưởng quá nhiều, không đáng kể, nên là mọi người cứ bật liên tục thôi, không sao cả. Còn AirDrop thì nó giống như iPhone thôi, mình có thể tùy chọn vào là Contact Only này, tức là những người mà mình đã có contact rồi, hoặc là Everyone để nhận được, nhớ đâu nhận được một cái meme nào đấy khá là hay thì nó lại tươi vui hơn cho cuộc sống, ví dụ như thế. Còn ở bên cái phần đồng hồ này, chúng ta sẽ có đồng hồ về thứ này, ngày này, tháng này và thời gian, hiện tại là 11:26. Bấm vào đây chúng ta sẽ có các cái thông báo ở bên dưới và một số cái widget chúng ta cài đặt thêm. Chúng ta có thể edit cái widget này để tùy chỉnh về cái cách sử dụng. Đấy, rất là nhiều cái widget ở đây để mọi người có thể cài đặt vào và lướt sang xem nó rất là dễ dàng. Tiếp đến là một cái rất quan trọng đối với bất kỳ máy tính nào luôn, chứ không nói riêng gì về Win hay là về MacBook cả. Đó là cái File Explorer. Cái mà mọi người dùng ở trên Windows nó sẽ tên như thế, còn ở trên MacBook sẽ tên là Finder. Ở bên dưới này, cái hình mặt cười này. Đó, mọi người thấy không? Bấm vào, mọi người sẽ trông vào cái giao diện ở bên trong, nó rất là giống với cả một cái máy Windows bình thường thôi. Ở đây chúng ta sẽ có các mục mới mở gần đây này, Application, những ứng dụng ở trong máy này. Cái này là sẽ là màn hình ngoài desktop này. Document, tài liệu, download là những cái đã tải về. Ở đây ban nãy mình có tải về một cái Google Chrome rồi, để lát nữa hướng dẫn cho mọi người. Ngoài ra bên dưới nữa thì ở trong phần Finder này có thêm những cái phần Red, Orange, Yellow, Green này. Trông nó lạ lạ, nhìn ở trên Windows chưa có đúng không? Còn ở trên MacBook thì cái này nó sẽ là để đánh dấu cho cái file của các bạn, để chúng ta khi mà bấm vào cái mục này chúng ta sẽ tìm được các ứng dụng dễ dàng hơn. Bây giờ mình thử nhé, ví dụ như ban nãy mình có cái Google Chrome này đi.
mình đánh dấu file tải Google Chrome này là red đi. Đấy, thì là cái file này đang ở mục red, mọi người chỉ cần bấm vào cái red này là sẽ hiện thành cái Google Chrome ở đây luôn, thì chúng ta sẽ đỡ phải đi tìm. Cái này coi như là một cái đánh dấu ấy, thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Đối với những người mà mới mua máy, mới đập hộp ra, lúc khởi động mọi người dùng cái trackpad này, mọi người cảm thấy là sao chạm mãi mà nó không được, hay là mình mua phải máy hỏng rồi? Không đâu nhá. Cái mặc định của MacBook khi mà mới mua ấy thì là chúng ta sẽ phải cảm ứng lực, tức là tì lực xuống để cho con chuột có thể sử dụng được phím bấm. Thì bây giờ chúng ta hãy vào bên trong phần cài đặt đi, để cài đặt lại cái phần trackpad này dùng cho nó dễ dàng hơn. Bấm vào cài đặt này, chọn trackpad. Sau đó ở đây có phần tab to click, tức là chạm để click ấy. Bấm vào. Đấy, thì bây giờ mọi người có thể chạm vào một cách dễ dàng hơn, thay vì việc phải dùng lực để bấm. Đây, ví dụ như cái này đi. Đấy, đây là mình đang chạm thôi, không cần phải nhấn lực. Ngoài ra nữa, cái phần tracking speed mình cũng khá là hay phải chỉnh lên cái mức gần cao nhất, vì mình thấy dùng ở mức này nó mới thoải mái. Còn cái độ chậm, độ nhanh thì tùy vào mọi người đấy nhé, có thể chỉnh thêm ở đây. Nhưng theo mình thì hay để mức này thì dùng sẽ thoải mái nhất. Đang tiện nói về trackpad thì mình sẽ nói thêm này. Cái trackpad ở trên MacBook ấy, nó sẽ khác ở trên Windows một chút. Bình thường chúng ta đã quen một cái trackpad nó chia đôi ra, bên trái và bên phải, chúng ta chỉ dùng một ngón thôi. Còn ở trên MacBook, bất kỳ vùng nào sẽ là chuột trái nếu mọi người dùng một ngón. Để mình dùng thử nhá. Ví dụ như vào cái link này đi, mình sẽ để tay ở bên phải và dùng một ngón này. Đấy, nó vẫn click và nhận bình thường. Còn nếu như mọi người dùng hai ngón thì nó sẽ là chuột phải bất kỳ vùng nào trên trackpad luôn. Đây, hai ngón này sẽ hiện lên cái thao tác giống như là chuột phải trên Windows đó. Cùng với đó nữa, cái thao tác vuốt chạm ở trên cái trackpad này, mọi người có thể dùng ba ngón tay để hiện lên tất cả các ứng dụng đang sử dụng và có thể mở thêm cửa sổ mới. Mình sẽ minh họa bằng cái cách này đi. Mình sẽ mở một vài ứng dụng ở đây. Đây, bốn ứng dụng rồi. Bây giờ chúng ta muốn xem là chúng ta đang sử dụng những ứng dụng nào thì hãy vuốt ba ngón tay lên nhé. Đấy, thì ở đây chúng ta đang có là lịch này, danh bạ, Apple TV và Apple Music. Đấy, bốn ứng dụng như thế. Cùng với đó nữa, nếu mọi người cần mở thêm một cái desktop làm việc thì hãy để chuột lên bên trên cùng này. Đập bấm vào dấu cộng ở phía bên phải, bên trên và mở thêm một màn hình làm việc nữa. Đó, ok chưa ạ? Rồi, một cái rất là quan trọng đối với bất kỳ thiết bị Apple nào mà người trẻ táo đều phải có, đó là Apple ID. Apple ID mọi người vào phần cài đặt bên dưới đây nhá. Ở bên trên này có sign in to your Apple ID này. Sign in. Mình sẽ nhập cái tài khoản Apple ID của mình vào thôi. Next, sau đó nhập mật khẩu vào. Nó sẽ gửi mã xác nhận về trên cái thiết bị tin cậy nhất của bạn. Thường thì đối với các thiết bị Apple thì cái iPhone sẽ là cái được tin tưởng nhất trong các thiết bị. Mình đang nhập vào một cái iPad và iPad đó nó sẽ nhận cái thông báo. Bây giờ mình sẽ chuyển sang số điện thoại của mình nhé. Ok, mình có verify code rồi. Chờ một chút nha. Sau đó chúng ta nhập cái mật khẩu của máy vào và enter. Thế là được. Nhập thêm cả mật khẩu mở máy nữa. Mật khẩu mở máy này sẽ ở một thiết bị Apple khác. Và ở đây mình có là một cái iPad. Hello. Ok, rồi. Như vậy là sau khi đăng nhập vào xong thì tất cả các cái hình ảnh ở trên cái tài khoản Apple ID của mình, ở trên iPhone hay ở trên iPad, nó sẽ nhảy hết về trên máy này. Kể cả các thông tin về danh bạ này, về lịch này, hay là các cái ghi chú nó cũng sẽ về cái máy này luôn. Mọi người cũng có thể dùng cách này để đồng bộ cho các thiết bị Apple với nhau, không nhất thiết phải chuyển qua AirDrop hay là phải chuyển qua Zalo đâu, nó sẽ mất thời gian hơn. Tiếp đến với đó, chúng ta sẽ có thêm phần Touch ID. Đây là một cái bảo mật khác của Apple, bảo mật vân tay. Cái này rất là quen với cả những cái đời iPhone có Touch ID đời trước, như là iPhone 8 Plus để xuống ấy. Đó, thì ở trên cái này nó vẫn có Touch ID ở phần nút nguồn nhá. Mọi người setup add fingerprint, nhấn mật khẩu mở máy, dí ngón tay vào và cài đặt vân tay thôi. Mọi người chỉ nhớ giúp mình là tì vào thôi nhá, không bấm vào cái phím đấy nhá. Đấy, Touch ID is ready. Thế là được. Ok, setup xong cơ bản như thế rồi, chúng ta sẽ đến với một cái phần nữa đi, bàn phím. Bàn phím ở trên MacBook thì cái layout của nó không khác gì nhiều so với cả bàn phím ở Windows cả. Nhưng
cái phần mềm bên trong của bàn phím MacBook thì nó hơi bị không thông minh cho lắm. Nói thế đi, không thông minh cho lắm. Vì vậy chúng ta sẽ cài đặt lại một chút về cái phần bàn phím. Đấy, chọn vào keyboard input sources, bấm dấu cộng. Thường ở trên MacBook mình hay chọn tiếng Việt và chọn cái TLX này thôi, không phải cái symbol TLX này nhá, chọn cái TLX này thôi này. Add. Đấy, sau khi add được ba cái này rồi mình sẽ xóa cái symbol TLX này đi. Mình thường nó sẽ để cái này. Còn nếu như mọi người muốn dùng nó thông minh hơn nữa thì mình sẽ có thêm một cái app. App này nó tên là YubiKey. YubiKey nó rất giống với cả cái YubiKey ở trên Windows. Nhớ nhá, nó là YubiKey. Vào phần Safari này, tìm giúp mình là yubikey.vn.com. Enter. Cái này mình sẽ để link ở phía bên dưới cho mọi người tải, sẽ dễ hơn. Bộ cài này sẽ có cả của Windows và Mac. Mọi người chọn vào Mac tải cho mình nhá. Tải rất nhanh thôi, tầm 2.6MB thì phải. Đúng không? 2.6MB. Click vào. Mọi người sẽ chọn giúp mình, thường mình cài mình sẽ dùng cái bên này, YubiKey này thôi, không cần cái NSB gì đâu. Kéo nó vào phần application. Đó. Tắt tạm đi nhá. Cái này nó sẽ yêu cầu chúng ta phải gõ một cái lệnh. Mọi người tìm terminal giúp mình đi. Terminal. Sau đó gõ giúp mình lệnh này này. Sudo sptl. Cách ra hai phát nhá. Cách. Bấm hai dấu này. Mask. Crack the fat, please, enter. Nhập password của mọi người, password mở cái MacBook ra ấy. Enter, rồi ok. Sau đó mọi người có thể thoát ra ngoài và quay lại phần Finder. Chọn vào application, chọn vào YubiKey. Nó sẽ hỏi là app được tải từ internet và mở nó ra không thôi, mở bình thường. Tiếp đến nó sẽ hiện ra như thế này. Mọi người chọn số phần bên dưới là truy cập accessibility. Đấy, nó đã nhảy ra ở đằng sau rồi. Bấm thoát YubiKey. Click ở phía dưới cái phần khóa này. Nhập mật khẩu mở máy của mọi người. Nãy mình cài vân tay rồi mình sẽ dùng vân tay luôn. À, bấm dấu tích vào đây. Sau đó thoát ra. Bấm lại YubiKey một lần nữa. Ở đây sẽ hiện ra các cái tùy chọn nhìn rất là giống YubiKey ở trên Windows. Thường mình cài đặt cho cái này mình sẽ tắt hết cái này đi. Và vào phần hệ thống cho nó khởi động cùng Mac để khi mà mở máy lên nó sẽ hiện lên luôn. Tắt tất cả đi, chỉ bật mỗi cái này thôi. Đó, vậy là xong. Cái bộ cài gõ tiếng Việt này nó sẽ thông minh hơn nhiều so với cả phần mềm mặc định ở trên MacBook đấy. Một điểm lợi nữa mà MacBook hơn là iPhone, iPad đó là có thể cài ứng dụng ở trên web chứ không nhất thiết phải qua App Store như là trên iPhone hay là iPad. Vì thế mọi người có thể vào Safari để cài một số ứng dụng cơ bản, ví dụ như là Google Chrome chẳng hạn. Mọi người dùng, mình biết là rất nhiều người dùng Google Chrome quen rồi, thì ở có Safari mọi người vẫn dùng Google Chrome thôi, nên là có thể tải xuống luôn, download Google Chrome này. Đó. Rồi ok, để nó đấy đi. Zalo thì sao? Zalo mình nghĩ rất nhiều người dùng đấy. Zalo tải đi, tải ngay chứ không gì nữa. Alo, đây là mình đã tải hai ứng dụng cơ bản nhất và nhiều người dùng. Các ứng dụng khác có thể cách cài nó sẽ đơn giản như thế này thôi. Thì mọi người có thể tham khảo hai cách cài của hai ứng dụng này nhé. Đây, cái Google Chrome xong rồi, mình sẽ dùng thử Google Chrome đi. Đó, nó sẽ hiện ở dưới này là cái thư mục nhìn rất quen đúng không ạ? Nó là thư mục Application ở bên trong Finder. Mọi người kéo thả cái icon Google Chrome này xuống phía bên dưới và nó sẽ bắt đầu đẩy về máy vào phần Application. Tức là cái mọi người vừa cài nó là cái bộ để cài. Còn bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái ứng dụng vào trong thư mục để sử dụng. Đây, Google Chrome này. Đó, và mở ra dùng bình thường thôi. Zalo Setup thì sao? Zalo Setup cũng như thế, cũng là kéo ứng dụng sang thư mục Application. Chờ một chút và nó đã tải xong. Nó sẽ hiện ra ở phần Finder này. Chờ một chút này. Cái này. Finder. Application. Và cái Zalo đây rồi. Nó đã nhảy về đây. Ok. Các ứng dụng cơ bản nó sẽ cài như thế này thôi. Còn nếu như là mọi người cài bộ Office này hay là cài bộ Adobe
thì nó cách cài sẽ phức tạp hơn một chút, thì mình sẽ hướng dẫn ở các video sau. Một cái lưu ý nữa, rất là nhiều người dùng Windows đã quen với việc là dùng bản Crack, là bản dùng miễn phí không phải đóng tiền. Nhưng mà dùng, tất nhiên rồi, bất kỳ ứng dụng nào cũng thế thôi, mình vẫn khuyên mọi người là nên dùng bản quyền để có cái trải nghiệm tốt nhất về cả bảo mật hay là các tính năng, các cập nhật của ứng dụng. Tuy là nó mất phí một chút thôi nhưng mà vẫn nên có. Office thì bên mình đang bán gói 365, giá nó khoảng 900.000 thôi cho một năm. Và mọi người có thể share cho những người khác sử dụng cùng thì nó sẽ tiết kiệm hơn nhiều. À đấy, mình quên, ban nãy khi mà cài xong ấy, nó sẽ hiện lên một số cái icon biểu tượng bên trên này này. Đây, trông hơi bị vướng víu đúng không? Mọi người có thể chọn cái bộ cài này. Sau khi cài xong rồi nhé, nhớ là phải sau khi cài xong đấy, chọn này, bấm giúp mình tổ hợp Command E. Đấy, là nó sẽ biến mất luôn, thì cái hiển thị ở trên màn hình nó không bị vướng víu nữa. Rồi, ok, nhìn xuống bên dưới một chút để chúng ta sẽ có một cái thanh ở đây rất là dài và có rất nhiều ứng dụng ở đây. Thanh này gọi là thanh dock trên MacBook. Và cái thanh này rất là tiện dụng khi mà chúng ta có thể sắp xếp rất nhiều các ứng dụng khác vào đây. Ví dụ mình xếp cái Google Chrome vào đây đi. Đấy, chỉ cần kéo ứng dụng xuống là được. Ở đây thường thì mình sẽ bỏ bớt các cái ứng dụng mặc định của Apple đi, bởi vì mình cũng không dùng đến mấy. Ví dụ như app này, thì chúng ta sẽ bấm giữ và kéo lên nhanh giúp mình một chút nhé. Bấm giữ này, không, bấm giữ nhanh lên, bấm giữ kéo lên luôn, thả đây ra. Đấy, Postcard không dùng, FaceTime không dùng, Mail thì mình dùng Mail, Contact không. Đấy, nó sẽ tiết kiệm diện tích rất là nhiều. Ngoài ra nữa, mọi người có thể kéo thả ở đây để tăng diện tích của thanh dock, tăng lên, giảm xuống bằng cách mọi người để chuột vào phần cái thanh thẳng đứng rồi nhá. Đấy, nó sẽ mũi tên di lên di xuống tùy vào kích cỡ mọi người muốn dùng. Còn những người mà muốn tiết kiệm diện tích hẳn luôn, có thể chọn chuột phải, tức là hai ngón tay như ban nãy mình vừa nói, chuột phải trơn hai đi ngon, tức là ẩn nó đi. Thì khi mà ẩn nó đi, mọi người đưa chuột xuống dưới nó sẽ hiện lên lại thôi, thì nó sẽ tiết kiệm không gian diện tích làm việc hơn. Rồi một cái nữa này, cái này nó sẽ liên quan về phần giao diện một tí. Mình sẽ mở cái Safari để hướng dẫn cho nó dễ đây. Mọi người nhìn lên phần trên cùng bên phải của ứng dụng nhá. Nó bình thường ở trên Windows phần này này, nó sẽ có ba cái, đó là tắt này, ẩn ứng dụng này và phóng to. Thì bây giờ ở trên Mac nó sẽ chuyển qua bên này. Đây, nó cũng vẫn như thế thôi. Tắt là màu đỏ này, trừ này là ẩn đi này. Đấy. Và cái xanh này là phóng to lên, xuống. Thì nhân tiện nói về cái phần này, mình sẽ hướng dẫn thêm một chút. Cái phím ở trên MacBook nó sẽ có cái Command. Command này sẽ thay thế cho Control ở trên Windows. Và cái tổ hợp phím khi mà sử dụng Command này có rất nhiều lợi ích. Ví dụ như muốn tắt cái này đi, ban nãy mình muốn nói là bấm vào dấu đỏ đúng không? Mọi người có thể bấm Command Q, nó sẽ thoát đi ngay lập tức, rất là nhanh. Ngoài ra một số tổ hợp phím nữa như là Command, đây, mở cái này lên đi, Command T này, nó sẽ mở thêm tab này, Command R loát lại tab này, Command E, xin lỗi, Command W, và nó sẽ tắt cái tab đi. Đấy, một số cái ứng dụng với cả cái Command này. Ngoài ra thì mọi người dùng Command C, Command V để copy paste, nó vẫn giống như trên Windows, hoặc là Command A để chọn tất cả. Gần như là cái phím Command này giống với phím Control ở trên Windows, nên mọi người cứ dùng thoải mái nhá. Tiếp đến nữa, một cái lưu ý nhỏ nhỏ này, đối với các ứng dụng mà chưa tắt hẳn ấy, đây ví dụ như Safari nãy mình tắt rồi mà nó vẫn có cái dấu chấm ở dưới này, thì tức là ứng dụng chưa được tắt hẳn, mọi người chọn chuột phải giúp mình, bấm Quit để nó thoát hoàn toàn đi. Đấy, bấm Quit nó sẽ thoát hoàn toàn. Nhưng nhìn sang bên Finder này, nó luôn luôn có dấu chấm ở đây, tức là ứng dụng này sẽ không thể tắt được, cái Finder không bao giờ tắt, nên là mọi người cứ để đây, không sao cả. Còn các ứng dụng khác thì nhớ nếu mà cần tắt hẳn thì chuột phải, sau đó bấm Quit. Ok nhá. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong một số bước cơ bản nhất cho người mới bắt đầu sử dụng MacBook hay là từ Windows sử dụng sang macOS, có thể làm quen được cái máy một cách dễ dàng hơn. Hy vọng qua chia sẻ này của mình sẽ giúp cho mọi người có thể trải nghiệm một chiếc máy lần đầu nó dễ dàng nhất và làm quen với cả MacBook nhanh nhất. Cùng với đó, nếu như mọi người có cái bỡ ngỡ gì khi mà sử dụng máy mà mình chưa kịp nói đến, có thể để lại bên dưới phần comment để mình giải đáp thêm và hướng dẫn cho mọi người nhá. Nếu thấy video này hay, hãy để lại một nút like hoặc đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One. Cùng với đó, hãy theo dõi nhiều nội dung hơn của Mac One ở trên YouTube Short, TikTok, YouTube để tìm hiểu thêm về đồ của Apple và cập nhật thông tin mới nhất về nhà táo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.